chăm sóc cho chồng, cho con là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Nhưng mà thời buổi hiện nay thì rất nhiều chị em phụ nữ nghĩ rằng là chăm chồng, lấy chồng lấy con, lấy chồng là như kiểu làm ô sin không công. Chúng ta phải vì cái hạnh phúc chung của gia đình chúng ta. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chắc câu này không còn đúng với thời nay hay sao? Nếu như mà bạn không yêu thương chồng, không yêu thương con, khi mà bạn cảm thấy bạn mệt mỏi, bạn áp lực, bạn chăm chồng, chăm con, không có tình cảm, thì thật sự rằng là một bữa cơm bạn nấu ra nó đầy áp lực, liệu còn ai muốn ăn hay không? Tôi nói đơn giản như vậy thôi. Thà không nấu, có vẻ nó lại còn vui hơn. Mình nấu cơm bằng cái tình thương, bằng cái tình cảm, bằng cái niềm vui thì bữa cơm nó ngon hơn rất là nhiều. Tôi vừa mới nói chuyện với bạn thì thấy bạn đã ly dị chồng 6 năm mà bạn nói bạn vui hơn khi mà ở với chồng. Thực ra thì đời còn dài, chúng ta cũng chưa nói lên cái điều gì. Chị cũng thấy là cũng chung chung tuổi rồi, không biết là chị có đi bước nữa hay không. Nhưng mà chị cũng có nói là chị bỏ chồng chị thấy vui. Còn tôi thì lại nghĩ khác. Với cái hôn nhân bất hạnh thì chị mới nghĩ như vậy thôi. Trong nhà lúc nào cũng có cần người đàn ông. Đứa con, chị nói là cần đứa, phụ nữ chỉ cần một đứa con là đủ. Vậy đứa con nó không cần bố hay sao? Đúng không? Mình chỉ lo cho bản thân mình, đúng. Nếu như mà hôn nhân nó không còn ý nghĩa nữa, chúng ta hoàn toàn có thể ly hôn. Và khi chúng ta bình an thì con cái, người thân của chúng ta mới bình an được. Đôi khi mà trong cuộc sống của chúng ta yêu cầu quá nhiều ở người chồng của mình. Và khi người chồng không đáp ứng được những yêu cầu của mình sinh ra bực tức, mình sinh ra đau khổ. Và mình cảm thấy đó là mình như làm ô sin công công mà không được trân trọng. Có, trường hợp đó có. Nhưng mình cứ mở lòng ra, mình yêu thương hết lòng người chồng của mình đi. Rồi mình sẽ thấy hạnh phúc nó đến với mình. Thật sự rất nhiều chị em phụ nữ thời nay đã nghĩ, tôi thấy là có thể là sai lầm. Tôi thấy rằng là nội trợ, dọn dẹp nhà cửa, chăm chồng, chăm con, khi chồng đi làm về, cả nhà chan hòa ăn bữa cơm, tôi thấy vui mà. Tại sao các chị lại thấy áp lực? Đúng không? Mình đã dành tất cả tình cảm yêu thương chồng con mình chưa? Yêu thương không yêu cầu thì tôi nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người. Chúng ta yêu cầu quá nhiều, chỉ vì yêu cầu không được chúng ta dẫn đến chúng ta đau khổ và cuộc sống của ta luôn luôn áp lực khi chúng ta yêu cầu quá nhiều. Cảm ơn bạn cũng như khán giả, hy vọng tôi chia sẻ được phần nào. Chị đã bỏ chồng rồi, thế nhưng mà đời còn dài, đã chưa biết chị có ly được chồng bước nữa hay không. Có thể suy nghĩ của nhiều người là ly hôn xong ở một mình thoải mái hơn, và có thể ở vậy, nhưng có thể ly cặp bồ. Nhưng cặp bồ, cái hậu quả của ly hôn nó là gì? Cặp bồ con cái sau này nó có học theo mình hay không? Rồi rất nhiều người phụ nữ đã bỏ chồng rồi, con cái cũng bỏ chồng theo. Tất nhiên tôi không ám chỉ cho chị, nhưng chúng ta hết sức cân nhắc điều này. Cảm ơn bạn cũng như quý khán giả rất nhiều.